Chào mọi người. Trung Quốc và Việt Nam đều đang thúc đẩy đô thị hóa. Đô thị hóa là giai đoạn tất yếu trong tiến trình công nghiệp hóa của mỗi nước. Trong quá trình đô thị hóa, người dân tùy theo tình hình cá nhân mà lựa chọn điểm sinh sống khác nhau, từ thị trấn, huyện đến đô thị, thậm chí đô thị lớn hơn. Theo thống kê chính thức của Trung Quốc, đô thị hóa cũng gọi là thành thị hóa. Trong tiến trình đô thị hóa với quy mô dân số khổng lồ, các thị trấn đã đóng vai trò rất quan trọng. Bạn có biết không, 70% đàn violin của Trung Quốc đến từ thị trấn Hoàng Kiều, tỉnh Giang Tô, 80% sản lượng ngập chai nước ngọt đến từ thị trấn Sơn Hạ Hồ, tỉnh Chiết Giang, 55% quả cầu lông đến từ Giang Sơn, tỉnh Chiết Giang, 70% bàn chải công nghiệp đến từ thị trấn Nguyên Đảm, tỉnh An Huy. Ngoài ra còn có thị trấn Mao Đài mà mọi người quen thuộc, được tôn vinh là thị trấn rượu số 1 Trung Quốc. Những thị trấn nhỏ tại Trung Quốc này đã tạo nên từ hết kỳ tích này đến kỳ tích khác. Chúng ta không khỏi tò mò những kỳ tích này được tạo nên như thế nào. Câu chuyện khởi nghiệp. So với các đô thị lớn thì điều kiện vị trí địa lý của các thị trấn nhỏ không phải nổi bật, nhưng họ luôn có thể bù đắp những mảng yếu này bằng những cách thức khác. Chẳng hạn như thị trấn Nguyên Đàm ở tỉnh An Huy sản xuất 70% bàn chải công nghiệp cả nước, là thị trấn nhỏ hẻo lánh nằm ở vùng giáp ranh giữa ba tỉnh. Thị trấn này có thể trở thành nơi tập trung sản xuất bàn chải công nghiệp là nhờ nỗ lực của những người khởi nghiệp ba lô, bôn ba tìm kiếm thị trường vào thời kỳ đầu. Lúc đó họ ngồi xe khách rồi chuyển sang đi tàu hỏa tới tỉnh Quảng Đông, thuê khách sạn xung quanh nhà máy, gọi điện đến từng nhà máy trong sổ danh bạ điện thoại để hỏi xem có nhu cầu mua bàn chải hay không. Những người khởi nghiệp ba lô này đã đi tàu hỏa chạy khắp cả nước, cũng đưa bàn chải của Nguyên Đảm đến khắp các nơi tại Trung Quốc. Lại ví dụ Giang Sơn, tỉnh Chiết Giang sản xuất 55% quả cầu lông cả nước Trung Quốc. Người sáng lập doanh nghiệp sản xuất cầu lông có quy mô lớn nhất Giang Sơn là ông Chu Kiến Quân, đã ở khu vực Triệu Gián, tỉnh Quảng Đông một tháng để xem đế cầu của quả cầu lông được sản xuất như thế nào. Tranh thủ lúc các công nhân về nghỉ trưa thì lén tháo máy móc ra, hoàn toàn dựa vào trí nhớ của mình để ghi nhớ cấu tạo của máy móc. Sau khi về, tìm đến nhà máy sản xuất máy móc nông nghiệp, vẽ bản mẫu, dùng tấm PVC làm khuôn mẫu, lắp ráp thành máy sản xuất. Đôi khi để có được thông tin liên lạc của một khách hàng, ông thậm chí chạy đến phòng kế toán của người ta để xem trộm danh thiếp kẹp dưới kính mặt bàn. Có thể nói, mỗi thị trấn công nghiệp nhỏ thành công đều nhờ có một số người có tinh thần mở mang, chịu khó, chịu khổ như vậy. Thế mạnh bất ngờ, lao động nữ. Tại các thị trấn công nghiệp phát triển của Trung Quốc, luôn có thể nhìn thấy bóng dáng của một số lao động nữ. Họ thường đến từ thôn làng, thị trấn hoặc ngoại tỉnh. Bởi vì tại các nhà máy của các thị trấn nhỏ, mặc dù thu nhập không cao nhưng phương thức làm việc khá là linh hoạt. Họ có thể vừa làm việc vừa chăm sóc con cái, và nhà máy của một số doanh nghiệp thậm chí còn cho phép công nhân về lo liệu việc nhà trong giờ làm việc, xử lý xong mới quay lại để làm việc tiếp. Chẳng hạn như thị trấn Hoàng Kiều ở thành phố Thái Hưng của tỉnh Giang Tô sản xuất khoảng 30% đàn violin trên toàn cầu. Hiện có hơn 230 doanh nghiệp sản xuất đàn violin các loại và linh phụ kiện liên quan. Hàng năm sản xuất hơn 1 triệu cây đàn violin. Cả thị trấn giống như một dây chuyền sản xuất lớn. Và bạn có biết không, tại đô thị công nghiệp violin Trung Quốc như vậy, liệu bạn có từng được công nhân chế tác đàn ở địa phương ấy làm việc trong trạng thái cân bằng giữa sự cẩn mẫn và thư thái? Các xưởng và nhà máy chế tác làm việc rất là sớm, 7 giờ sáng đi làm, 11 giờ trưa tan tầm. Như vậy có thể tiện cho các thợ chế tác đón con tan học và có thời gian chuẩn bị bữa trưa. Trong bối cảnh thị trấn rất dễ bị chảy máu nguồn lao động, nhưng ở đây có những nữ công nhân làm việc cả hàng chục năm. Những nữ công nhân này cũng là một trong những thế mạnh lớn trong việc tập trung các sản nghiệp vào các thị trấn. Thâm niên làm việc khiến họ trở thành công nhân lành nghề quý giá nhất. Quản lý các thị trấn nhỏ. Nếu nói rằng nông thôn là xã hội của những người quen nhau, đô thị là xã hội của những người lạ mặt, thì thị trấn nhỏ nằm giữa nông thôn và đô thị có lẽ là không gian dành cho những người nửa lạ, nửa quen. Đặc biệt đối với chính quyền ở cơ sở, làm thế nào để xử lý tốt quan hệ với thị trường cũng là vấn đề đòi hỏi trí tuệ. Xin chia sẻ với mọi người câu chuyện về Giang Sơn, tỉnh Chiết Giang, nơi sản xuất 55% quả cầu lông toàn quốc Trung Quốc. Vào năm 2008, khi Bắc Kinh đang cai thế vận hội, Giang Sơn được phân bổ một danh sách người rước đuốc.
Nhiều nơi đều tiến cử giám đốc sở giáo dục thể dục thể thao làm người rước đuốc, nhưng giám đốc sở thể dục thể thao Giang Sơn đã nhường cơ hội này cho người phụ trách một doanh nghiệp hàng đầu trong ngành công nghiệp địa phương. Sau khi lễ rước đuốc kết thúc thì doanh nghiệp này đã in hình giám đốc của họ cầm đuốc lên bao bì thùng và hộp đựng cầu lông. Chính năm đó, doanh nghiệp này có lượng tiêu thụ tăng trưởng nhanh nhất. Từ một khía cạnh nào đó cũng nói lên sự tương tác tốt giữa doanh nghiệp và chính quyền, cũng như tầm quan trọng của sự ủng hộ của chính quyền đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Thực ra, chỉ cần đi sâu tìm hiểu thì chúng ta sẽ phát hiện các thị trấn nhỏ này có được kỳ tích như vậy không phải nỗ lực trong một sớm một chiều, mà là sự tích lũy trong thời gian dài, sự mở cửa và bao trùm với thị trường, sự đột phá và đổi mới sáng tạo về chính sách. So với những thị trấn công nghiệp thành công ấy, thì đại đa số thị trấn nhỏ hiện nay đều đối mặt với tình trạng người dân rời đi, khó phát triển ngành công nghiệp tập trung. Tuy nhiên, chờ đợi những nơi này không chỉ là số phận bị suy thoái. Với điều kiện vị trí địa lý khác nhau thì các địa phương có thể tìm kiếm định hướng phát triển khác nhau. Chẳng hạn như có điều kiện nông nghiệp tốt ấy, thì có thể phát triển ngành chăn nuôi và nuôi trồng, giáp biên giới và là đầu mối thì có thể phát triển thương mại. Có phong cảnh thiên nhiên độc đáo thì có thể phát triển du lịch. Ngoài ra, những thị trấn nhỏ ở vùng dân tộc thiểu số có thể phát huy chức năng chuyển thừa văn hóa. Các thị trấn nhỏ vừa là trạm trung chuyển trên hành trình đô thị hóa, vừa là sự đảm bảo cơ bản về mặt kinh tế cho cộng đồng yếu thế nhất. Trong tương lai, các thị trấn này còn có thể phát huy chức năng nào chính là vấn đề mà chúng ta quan tâm. Quan điểm của bạn là như thế nào? Trao đổi với bạn lĩnh nhé. Bye bye!